Dạ vâng Nobita xin kính chào tất cả quý các bạn Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách uh, Chúng ta có thể làm thế nào biết được những cái loại quảng cáo nào uh, Khiến chúng ta có cái lượt doanh thu cao nhất Thì đây, thì các bạn nhìn thấy ở đây thì hiện tại mình đang truy cập vào cái kênh của mình Và mình đã truy cập vào cái phần hiển thị quảng cáo Thì các bạn nhìn thấy ở đây thì hiện tại thì mình mới hơn một tháng bật kiếm tiền thì cũng chỉ được có 16,17 đô Nó tương đương là hơn 130 376.000 à, Với 1.000 thì, thì quảng cáo thì nó khoảng là à, có mười mấy nghìn thôi Đấy cho một cái nghìn lượt hiển thị quảng cáo Đấy thì như các bạn nhìn thấy trên này là những cái đường thanh mà nó đã hiển thị là những cái video nào hoặc là những cái loại quảng cáo nào à, có được chiếm được nhiều tiền nhất thì các bạn nhìn thấy ở đây thì chủ yếu là cái quảng cáo đệm đấu giá thì nó đang đứng đầu là 7,60 đô thì bây giờ mình và các bạn chúng ta sẽ cùng vào xem một cái đoạn video để xem rằng là cái loại quảng cáo là như thế nào. Bây giờ mình sẽ tìm một cái video bất kỳ. À, mình sẽ chọn những video nào mình chưa xem. các bạn cũng lưu ý rằng là khi các bạn mà muốn xem lại video của các bạn ấy thì các bạn nên à, lập một cái tài khoản khác cho các bạn vào xem. đây như các bạn nhìn thấy đây, đây chính là một cái loại mà quảng cáo đấu giá có thể bỏ qua và ở phía trên sườn bên trên đấy thì nó vừa hiển thị cái điều hòa LG đấy như các bạn nhìn thấy đó thì nó chính là cái quảng cáo đẹp nó có thể nằm ở phía trên ở giữa và ở dưới đó thì các bạn nhìn thấy đấy thì bây giờ mình sẽ kích thử một số video ở những video này không có quảng cáo không phải là nó không có quảng cáo mà là những video này mình đã xem rồi cho nên là nó sẽ không hiển thị lại quảng cáo một lần nữa đó, đây, mình vào thì những video nếu mà các bạn xem rồi thì nó sẽ không có quảng cáo. Ở đây mình sản xuất được rất là nhiều video, tuy nhiên thì cái video của mình nó cũng chỉ ở một cái đại trà thôi. Cho nên là uh, cũng cái lượt xem nó cũng khá là khiêm tốn. Trung bình một ngày bây giờ của mình là khoảng được gần 2.000 lượt xem một ngày thôi. Đó thì chính vì vậy là vì sao cái doanh thu của mình nó lại uh, ở mức thấp như vậy, mình chỉ có 16,17 16,17 đô la. Thì khoảng uh, 100 đô thì chúng ta mới có thể rút được tiền Thì đây cũng là cái tiêu đề mà chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa uh, Có thể là bây giờ mình sẽ sản xuất những video như thế này Nhưng sau này khi mà có thời gian hơn Thì mình sẽ sản xuất những video uh, có thể là thiên về giải trí Vì như các bạn để biết thì uh, thiên về giải trí Thì bây giờ các bạn sẽ rất là thích xem Xem nhiều hơn những video như này Nhưng hiện tại bây giờ thì mình cứ nuôi kênh tạm thời Thì mình sẽ để uh, video... À, kênh của mình cứ sản xuất video ở những video bình thường như vậy để giữ kênh. đó thì các bạn có thể uh, khi các bạn tải video lên đấy thì các bạn nên chọn cái những cái cài đặt kiếm tiền đó chính là cái cài đặt ban đầu ấy thì chúng ta nên để chọn hết tất cả. tại vì có nhiều bạn uh, mình thấy là có nhiều bạn chia sẻ rằng là các bạn ấy kích chọn vào cái là quảng cáo không thể bỏ qua. tuy nhiên cái quảng cáo không thể bỏ qua thì nó sẽ là rất là thấp doanh thủ của bạn sẽ rất là thấp Tại sao thì YouTube họ lại cho hiển thị những quảng cáo đệm đấu giá này rồi ẩn đấu giá và điểm mờ đấu giá thì những cái như thế nào gọi là đấu giá vì những cái đấu giá thì nó gọi là đấu giá giữa các nhà quảng cáo để hiển thị cái lượt quảng cáo trên video của bạn. Một nhà nhà A đặt 5 đô, nhà B đặt 2 đô và nhà C đặt 3 đô thì nhà 5 đô sẽ được hiển thị quảng cáo trên video của bạn. Đó thì các bạn nhìn thấy thì nó chúng ta sẽ nên cài đặt hết chọn hết tất cả các loại quảng cáo các bạn nhé. Rồi, video của mình chia sẻ các bạn đã đến hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.